Tại sao Mr. Quy quyết định chọn là một nhà đào tạo? Thực ra đó là Mr. Quy làm rất là nhiều việc mà hầu hết nhiều người không biết. Đó là những cái công việc kinh doanh về truyền thống, ví dụ về giáo dục, về làm về trang trại, về làm về bất động sản, vân vân, rất là nhiều cái lĩnh vực, về như là về sản phẩm về sức khỏe nữa. Tuy nhiên Mr. Quy yêu thích nhất trong cái, đó là cái công việc gọi là trồng người. Trồng người tức là đem những cái giá trị, những cái kiến thức của mình để khai sáng cho nhiều người khác. Vậy thì tại sao Mr. Quy yêu thích và lựa chọn cái công việc này? Nó có một số cái lý do nó như thế này nè. Cái thứ nhất á, thì cái cách mà giúp cho mình thay đổi nhiều nhất ha, cũng như là cái cách để giúp cho mình á, là chữa lành những cái vấn đề của mình, đó là cách mình đi giúp người khác chữa lành vấn đề của người khác. Có bao giờ bạn nghe cái điều đó chưa? Lấy ví dụ bạn không giỏi về giao tiếp ha, không giỏi về giao tiếp, không giỏi về kết nối trong các cái mối quan hệ. Vậy thì cái cách thức nào để giúp bạn trở nên một người tự tin trước đám đông? Cái cách thức nào để bạn có thể là giao tiếp một cách tự tin? Cái cách thức nào mà bạn có thể mà để làm sao nhiều người người ta gọi là yêu mến mình chẳng hạn? Thì dân gian thường hay nói là gọi là lấy độc trị độc, nghĩa là sao? Cái gì mà mình sợ á, cái gì mà mình yếu á, thì mình lao vào, mình nhảy vào, mình làm cái đó. Thì cái này nó cũng rất là hay. Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân, trong rất nhiều những cái nguyên nhân mà Mr. Quy lựa chọn trở thành một nhà đào tạo, một chuyên gia về huấn luyện, cũng như một nhà về tâm lý học, cũng như là về trị liệu. Có nghĩa là thứ nhất là đó là cách để mình hoàn thiện mình mỗi ngày các bạn, cái cách để mình hoàn thiện mình mỗi ngày. Cái lý do thứ hai đó là cách thức để mình sẽ tạo phước báo và khai sáng cho nhiều người. Bởi vì kiến thức của mình có được từ đâu mà có? Kiến thức của mình có được từ việc mình học từ một ai đó, đúng không nào? Mình học từ một ai đó. Và nếu như mình biết nhiều thứ, mình không lan tỏa những cái giá trị đến với nhiều người, thì thứ nhất bản thân mình là người ích kỷ. Thứ hai nữa là mình là người vô phước chứ không phải là mình có phước. Đó là cách mà vũ trụ này vận hành. Và nói một cách mà nó cao siêu hơn một chút, nó gọi là nhân quả là như thế. Cho nên đấy là một trong những lý do mà Mr. Quy yêu thích cái công việc gọi là chia sẻ, cho đi đào tạo, huấn luyện hay là chữa lành là như thế các bạn ha.